giờ Quang sẽ dẫn mọi người đến một lễ hội gọi là lớn nhất của Campuchia từ trước đến giờ về để họ đi ngộ, gần 100-200 xác lên xác tại khu vực này. Và trong mong sẽ mang lại nhiều cái điều thú vị, hoành tráng, cũng như là đến với những lễ hội hành xác của Việt Nam. Thì ở đây là một trong những lễ hội gọi là lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á luôn, nhiều, rất là nhiều người về, từ 100-200 người luôn. Thì mong là sẽ có những cái thước phim hay dành cho tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình đi vào bên trong đi này. Hiện tại thì Quang đang có mặt tại một ngôi miếu rất là lớn trong khu vực của thủ đô Phnom Penh, Campuchia, để dự một lễ đi ngộ gọi là lớn nhất của Campuchia, từ 100-200 những người đi ngộ, những người hành xác, cũng như là mang lại rất là nhiều cái gọi là hoành tráng. Thì mong là cái buổi lễ ngày hôm nay Quang sẽ quay cận cảnh cho cả nhà xem nha. Hãy cùng Quang. Bây giờ người ta tới đây á, người ta sẽ về xác, sau đó người ta sẽ đi nguyên cái cầu từ đây cho tới ngoài kia luôn. Thì ở đây gọi là cầu Sài Gòn, khu vực cầu Sài Gòn. Đây là Mỹ Hậu Dương nha cả nhà. Đại Thiên về. Gồng vàng. Gồng vàng. À, gồng vàng. Về xác gồng vàng. Còn xác kế tiếp thì đang vào Nha Trang. Nha Trang. Nha Trang. Đây là gồng vàng. Và giờ tiếp tục chúng ta xem Nha Trang nha. Đi theo Quang nè. Đúng rồi. Xác Nha Trang thì đang mặc áo hồng. Thì khi họ làm lễ xong đi hết thì chúng ta sẽ đi cộ cho quý bạn nghe. Đi ngoài đường hết luôn để cho mọi người xem toàn cảnh của cái buổi đi cộ lớn nhất của Campuchia, cũng như là nhất trong khu vực của Đông Nam Á.
chúng ta sẽ xem một cái lễ hội rất là hay, là rất là nhiều xác của ngài Tề Thiên, gọi là Mỹ Hậu Vương về đây. Mà bây giờ ở đây là người cũng lên ngài Mỹ Hậu Vương, hồi nãy giờ qua chứng kiến cũng rất là nhiều người rồi, thì chúng ta sẽ xem thêm một ngài Mỹ Hậu Vương lâu năm nữa, gọi là xác lớn nhất khu vực này, và chúng ta sẽ đi cộ xung quanh đây. Thì mong là anh em mình sẽ có một cái ngày lễ hoành tráng nhất của Đông Nam Á, hoành tráng nhất trong năm của Campuchia tại thủ đô Phnom Penh này, và mang lại nhiều cái thước phim về văn hóa tín ngưỡng thờ ông, đặc biệt là bên đạo Trung Hoa. Hiện tại đây là ngày Tô Hộ Không, gọi là lâu đời nhất trong khu vực này, và ngày đặc biệt nha, đặc biệt ở đây là ngày để bù gầu lên tự nhiên luôn. Khai quang cho cái kiểu này ga phù, ga phù. Nếu mọi người sợ thì đừng có xem cái cảnh này nha, vì máu là nhiều nha. Rồi lấy bằng ở đây thì đa phần lấy bằng đao và kiếm. Bây giờ là chúng ta chạy theo kiệu để chúng ta đi cổ trong khu vực này đúng không anh? Đúng rồi. Đi khu vực này là người ta he là khoảng 4-5 Mỹ Hậu Vương. Đây là cái kim cốt của ngài bằng tượng, còn đây là người thật, về bên sắc thật đây cả nhà. Đây. Đây Mỹ Hậu Vương. Mỹ Hậu Vương. Xe này là họ đang chạy và Mỹ Hậu Vương sẽ ngồi trên đây, người ta đi cổ sẽ đi ở đây. Ở đây có rất là nhiều cái kiệu để người ta gọi là đi cổ. Thì ngày xưa giờ chúng ta chưa biết đi cổ như thế nào, thì nơi đây chúng ta biết là đi cổ tại Campuchia là như thế nào ha. Ok. Rất là đông luôn. Giờ chúng ta sẽ xếp hàng tại nơi đây. Ta đi là đi nguyên đoạn luôn, đi nguyên đoạn là tới luôn. Đi đoạn luôn. Dạ. Rồi chúng ta đi nha. Đây là Bạch Long. Bạch Long. Ok rồi, Bạch.
đây luôn. Và bây giờ Khoa đang đứng giữa đầu đòn của Đi Cộ, và đây là một cái ngày rất đặc biệt, ngày 14 âm lịch. Và nếu mà không dự lễ hội này thì không biết nó đông nó vui, và có trên gần 200 sát về hành sát tại khu vực này. Chúng ta đã đến thành phố Phnom Penh của Campuchia để xem cận cảnh tất cả những cái lễ hội gọi là hoành tráng, ấn tượng, kinh dị, bí ẩn và đầy huyền bí về linh hồn của con người như thế nào. Anh em mình giờ đi theo đoàn để chúng ta đi đầu đoàn. Đúng rồi. Vô đó chúng ta sẽ xem biểu diễn rất là nhiều xác. Tại vì anh xem cũng gần trên 40 xác rồi. Từ đây tới chiều là lên rất là đông nữa. Rất là đông. Mệt quá. Nãy giờ chạy quay rất là mệt. Ở đây nó không giống như Việt Nam mình. Tại ở đây là nhà nước chính quyền cho phép để biểu diễn, để đi cộ. Còn ở Việt Nam mình thì không cho phép đi ngoài đường. Các bạn thấy là công an đây là họ dẹp đường cho những cái đường đoạn cộ này đi luôn. Cho nên là nó tạo thành một lễ hội và hàng năm phải tổ chức nơi đây. Vì đó là một nét văn hóa rất là hay của Campuchia, và nó gắn liền với những cái tín ngưỡng của Campuchia luôn. Đúng rồi. Dạ. Đây là chủ am ở đây và lớn nhất, ông về lớn nhất. Chào quan cũng biết là ông nào đó quá quá là quá. Không biết ông nào luôn. Nè ta xuống đây. Đây là cái ông này đầu xe, thứ nhất là tượng của ông này. Ông quá đông rồi, giờ không biết sáng nào để cho biết. Nhưng mà họ nói tiếng Campuchia mà nhìn ra không được. Ngày phía sau nha. Các bạn biết không, thì đây là một trong những cái lễ hội mà đối với Quang rất là đặc biệt trong một số năm gần đây. Lý do là Quang đã từng đến Tân Châu, từng dự những cái lễ hội hành sát của người Hoa tại Tân Châu. Thì thường là họ tổ chức đa phần là tại tư gia của mình, những miếu, những am nhỏ nhỏ thôi. Và khi họ về thì họ lấy dấu mặn nè, xiên liền nè, xiên quai nè, rồi cho phù hay là đánh nấu gai, thậm chí là tắm nước sôi vân vân, rất là nhiều hoạt động, nhưng mà chỉ gói gọn ở trong cái gia đình của họ thôi. Tại lý do là do cái chính quyền Việt Nam, do chính trị của mình không được phép gọi là đi cộ. Nhưng mà quan biết được đối với những năm trước đây thì ở Tân Châu vẫn có đi cộ, nhưng mà nó không được đông và nhiều giống như Campuchia. Thì may mắn, hữu duyên và Quang được về với Campuchia, được dự cái lễ hội hành sát gọi là lớn nhất trong cái khu vực Đông Nam Á này luôn. Tại vì khi mà về thì được tổ chức vào ngày 13 âm lịch cho tới ngày 17 âm lịch, và cộng lại gần trên từ 200 tới 300 sát về, hầu như tất cả các vị luôn. Đặc biệt là về Tam Quốc là nhiều, các vị mà có cái nhiệm vụ cũng như là cái sứ mệnh để giúp cho cái cuộc chiến tranh nó được bình an, cái cuộc chiến tranh nó được thắng lại, vân vân. Thì khi mà đến đây thì Quang cũng có hỏi là tại sao khi mà những người về xác họ lại đi cộ. Thì một số người xung quanh hay là một số chủ am nói với Quang là do ở trong cái khu vực này á, là đa phần là họ đi diễu hành như là cầu Sài Gòn hay là một số khu vực khác của người Hoa để giúp cho bá tánh được bình an. Tại vì khi họ đi nguyên cái đoàn như vậy, đông như vậy á, thì sẽ đuổi tà ma, đánh tà ma, rồi họ sẽ đẩy ra những cái yêu quái, yêu ma quỷ quái nằm ở trong cái khu vực đó, đặc biệt là chợ nè, khu vực đông dân cư nè, để giúp cho họ được bình an nè, họ có sức khỏe nè, rồi họ làm ăn phát đạt nè, để không bị quỷ ma hay là cõi vô hình mà nó quấy phá, tức là những cái binh gia mà không tốt. Cho nên là khi mà Quang đến đây, Quang nghe nói những cái câu chuyện đó, cho nên cái lễ hội á, thường là đi cộ rất là đông. Từ đệ tử thôi, một vị là cũng 20-30 người, giống như am của anh Duyên á, gần tới một trăm mấy chục người luôn. Cho nên là mỗi am sẽ có các vị về. Năm nay thì Quang nghe được nói là không đông như những năm trước. Thì do cái dịch Covid mới vừa xong, rồi nhiều cái cuộc sống bây giờ cũng đang gặp khó khăn, cho nên là cái lễ hội nó không được tổ chức hoành tráng như những năm trước. Tuy nhiên Quang được về đây, được quay như thế này là một phần may mắn, cũng là một phần có duyên với các ông, các vị mà nghiêng về cái văn hóa tín ngưỡng của người Trung Hoa, đặc biệt là thờ ông
ông Quang Thánh Đế Quân và những vị ông khác khi về đây. Cho nên là khi chúng ta đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia để tham dự cái lễ hành xác, thứ nhất là chúng ta biết được một nét văn hóa tín ngưỡng tâm linh về lễ hội hành xác không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn có Campuchia nè, Thái Lan nè, Malaysia nè, Singapore nè, đặc biệt là Đài Loan là một trong những gốc đạo của người Hoa về xác ông lớn nhất. Thì đến đây thì Quang cũng có hỏi là những người đi trên kiệu, đặc biệt là họ sẽ có những chiếc xe, có những chiếc kiệu và để những cái tượng gọi là tượng cốt bằng xi măng, bằng đá phía trước và phía sau là cái vị đó về luôn. Thì cái điều đặc biệt là những người ở đây đều biết nếu mà cái xác không mạnh, không đủ lớn, không đủ cái tâm linh vững thì ngồi trên kiệu một tí xíu sẽ bị gớt luôn, là té liền. Cho nên là những người được đi cộ, những người được đi kiệu và ngồi ở đó từ đầu cho tới cuối luôn để họ xuất ra luôn thì những người đó rất là mạnh về tâm linh. Chứ những người gọi là về giả thì họ không dám ngồi kiệu tại vì sẽ bị đánh bùa, đánh phù và đánh những cái binh gia qua nhau. Tại vì sao thì Quang nghĩ là nếu mà ngồi đó nếu mà không đủ mạnh thì bên kia những cái binh gia bên kia sẽ đánh, sẽ gớt kiệu liền. Cho nên về vấn đề tâm linh đó, nó rất là nhạy cảm, nó rất là bí hiểm, rất là quyền bí. Chỉ có những người nằm trong cuộc và chứng kiến tận mắt mới hiểu được. Cho nên là khi chúng ta nhìn thấy mấy ông về, mấy ông lườm đi đó thì mấy ông đang quan sát và những cõi vô hình đều có thật do chúng ta không đủ cái nguồn tâm linh của bản thân nhìn thấy mà thôi. Chứ tất cả mọi thứ đều xảy ra. Tại vì nếu không xảy ra thì họ về, họ lấy phù bằng cách nào? Họ dùng dao, dùng kiếm, dùng lưỡi lam, gạch lử. Và khi họ xong hết, họ xuất ra rồi, họ lại không đau. Rồi nếu mà không có về xác thật sự thì khi họ biểu diễn, họ đánh vào cơ thể của mình, đánh vào xác như vậy thì làm sao mà họ không biết đau được. Cho nên là đúng hay sai nó không phải nằm ở Quang, cũng không phải nằm ở họ, là do chính cái cảm nhận của bạn khi mà xem video này. Mong là những cái lễ hội như thế này sẽ gửi đến những cái thông tin rất là hay. Nếu chúng ta đến Phnom Penh của Campuchia, hay là đến với Tân Châu của Việt Nam, hay là đến những vùng đất khác để có thể tham gia những lễ hội gọi là rất là bí hiểm. Và Ấn Độ cũng là một trong những nơi mà Quang nghĩ là sắp tới đây Quang ra rất là nhiều clip về Ấn Độ, đặc biệt là trên cái Varanasi của sông Hằng cũng có rất là nhiều gốc đạo đặc biệt, chẳng hạn như đạo Sikh, đạo Lõ Thể và đạo Hindu, thì khu vực đó tập trung rất là nhiều gốc đạo. Và hôm nay Quang rất là vui khi có cái cơ hội để chia sẻ một lần nữa về những cái văn hóa tín ngưỡng từng vùng miền, từng quốc gia cho những người bạn Việt Nam xem. Và Quang hy vọng thì năm mới các bạn đón một mùa xuân vui vẻ, an lành. Năm mới đi sâu vào tâm linh của chính mình, năm mới có được một cái sức khỏe để tiếp tục cái hành trình đời người và cùng Quang đi tiếp cái hành trình để khám phá những bí ẩn, quyền bí, những ánh sáng thực tại của mọi miền trên thế giới này nhé. Quang Âm. Ở đây là một xác về không phải đâu anh, thấy được lớn quân, đây là lớn quân tại trong cái tinh thần. Mình đi vào trong đây mình xem nha. Đây ngài Quang Thánh. Có lẩu ngài. Mỹ Hậu Dương. Mỹ Hậu Dương. Sức người nhiều quá, cái năng lượng nhiều quá làm cho quan trọng quá, cái năng lượng nhiều quá làm cho quan trọng quá.
thì quá đông các bạn ơi. Ôi tài thiên. Mà ngồi trên ba bắp sen nữa tưởng. Bây giờ hầu như là hết xác rồi, thì Quang đã xong cái ngày sáng ngày 14 để cho tất cả những nơi tập hợp về đây để đi cổ. Người Campuchia, người Hoa, thậm chí các người Việt sống tại Campuchia. Và nơi đây là một trong những cái nơi gọi là đi gần cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn. Chúng ta có được một cái thước phim tổng hợp về cái buổi đi cổ tại nơi đây. Và mong là chiều nay Quang có cái sức khỏe cũng như cái duyên để Quang có thể về đây để quay một cái ngày tại nơi đây nữa. Hình như còn một vị. Còn một vị nữa Na Cha. Ngày Na Cha về thì chúng ta xem ngày Na Cha xuất sáng đây luôn. Chúng ta kết thúc nha. Rồi mọi người xem nha. Đi cầu tại Campuchia này. Bằng này không. Rồi ngày sẽ thoát xác nha, ngày đã cho thoát xác về nha cả nhà. 1, 2, 3.